Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ phát động chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân, công bố kích hoạt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Huế X. Cây sâm bổ chính trong tại một số xã trên địa bàn của huyện A Lưới bị chết hàng loạt, làm cho nông dân khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hiện vẫn chưa có hướng xử lý phòng trì hiệu quả. Đến với trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu lần thứ nhất, du khách được xem nghệ nhân biến những khúc gỗ thành các tác phẩm điêu khắc độc đáo, được tìm hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chương trình đã biểu dương 94 cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Đây là những nhân tố điển hình có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của tổ chức công đoàn tỉnh. Họ là cán bộ công đoàn xuất sắc, tâm huyết, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ công đoàn. Là những cán bộ công đoàn giỏi tuyên truyền, khéo vận động, xây dựng được tinh thần đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn trong thời gian qua và chúc mừng 94 cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên dương lần này. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn toàn thể đoàn viên, người lao động và cả cấp công đoàn tiếp tục phối hợp có hiệu quả với chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đồng thời tham gia tích cực các phong trào chung của tỉnh như giảm nghèo bền vững, chủ nhật xanh, 90 phút sạch nhà đẹp ngõ, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã tham gia trồng cây hưởng phong trào ngày chủ nhật xanh tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông. Tại thôn Tây Linh của xã Hương Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng bà con nhân dân trực tiếp trồng hơn 100 cây tường vi. Trong đợt này, toàn xã Hương Xuân tiến hành trồng hơn 1.000 cây tường vi tại các tuyến đường trên địa bàn xã. Sau khi trồng cây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra phong trào chủ nhật xanh tại thôn Phủ Nhuận, xã Hương Xuân. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao phong trào ngày chủ nhật xanh ở các thôn trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Phong trào chủ nhật xanh không chỉ góp phần trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn, mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia và Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch Điện tử Việt Nam cùng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số tổ chức lễ phát động chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân, công bố kích hoạt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Huế X. Để dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân và triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Huế X là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công, thủ tục hành chính được nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến cũng như các giao dịch khác giữa người dân, doanh nghiệp, sớm hoàn thiện các điều kiện hình thành công dân số trên địa bàn. Sau lễ phát động, tỉnh sẽ triển khai chương trình phổ cập chữ ký số cho toàn dân trong vòng 12 tháng với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai 3 tháng kể từ ngày công bố kích hoạt chương trình. Giai đoạn này, các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số cam kết triển khai sẽ đến từng hộ gia đình để hỗ trợ cấp phát chữ ký số cho toàn dân. Giai đoạn 2 được triển khai trong 9 tháng kể từ thời gian kết thúc giai đoạn 1. Giai đoạn người dân chưa được cấp phát sẽ chủ động qua cả kênh được công bố để đăng ký cấp phát. Sau khi được cấp chữ ký số, người dân có thể sử dụng để đăng ký dịch vụ công trực tuyến mà không cần mang theo giấy tờ in sẵn để các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Người dân chỉ cần ngồi tại nhà hay bất cứ đâu, điền các thông tin theo mẫu có sẵn trên dịch vụ công của Huế X và thực hiện ký số thì sẽ được cơ quan nhà nước chấp thuận. Cùng trong sự kiện này, Sở Thông tin và Truyền thông công bố chính thức ra mắt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Huế X. Ứng dụng sẽ giúp người dân có cách tiếp cận mới, thân thiện và tiện dụng trong quá trình tìm kiếm, nộp, thanh toán phí, lệ phí và theo dõi các hồ sơ dịch vụ công. Chuyển sang những thông tin khác,
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổng kết hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương năm 2023. Theo đánh giá, các sản phẩm tham gia bình chọn năm nay của thị xã Hương Thủy đa dạng về chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng. Một số cơ sở kết hợp các công đoạn thủ công với thiết bị công nghệ để sản xuất nên sản phẩm đạt đến độ tinh xảo tương đối cao, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Căn cứ theo kết quả chấm điểm, trong số 12 sản phẩm bình chọn đều đủ số điểm, được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thị xã năm 2023 và tất cả được tham gia bình chọn cấp tỉnh. Kết quả, hội đồng đã bình chọn và trao giải nhất cho bộ dụng cụ làm bếp cao cấp của cơ sở rèn Gò Hàng, Trường Tiến. Giải nhì thuộc về bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và mỹ phẩm thiên nhiên Sao La. Hai giải ba thuộc về bộ sản phẩm tinh dầu Huế Hiệu Kim Vui và sản phẩm trà mướp đắng Tuổi Lọc và mướp đắng Sao Khô của Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương. Những năm qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Lộc được Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị quan tâm, hỗ trợ và triển khai thực hiện để phát triển và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của ban giám khảo, có 16 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt chứng nhận bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Lộc năm 2023. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc trao một giải nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lộc Mai với sản phẩm bộ cô tầng vang bạch mã The Best of Huế, trao một giải nhì cho cơ sở dầu tràm Trường Hải với bộ sản phẩm nhóm sản phẩm tinh dầu tràm Trường Hải, và trao hai giải ba cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ấn Linh với sản phẩm chai chuối Ấn Linh và cơ sở sản xuất và chế biến thủy hải sản Xuân Anh với sản phẩm nước mắm cá cơm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cây sâm bổ chính trồng tại một số xã trên địa bàn của huyện A Lưới bị chết hàng loạt, làm cho nông dân khó khăn lại càng khó khăn hơn. Theo người dân địa phương thì hiện ngành chức năng vẫn chưa có hướng xử lý phòng trị hiệu quả. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Ông Lê Chiến, một trong những hộ dân trồng sâm bổ chính tại thị trấn A Lưới, có diện tích trồng sâm 2 sào cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, từ năm 2022, gia đình ông Chiến bắt đầu thử nghiệm trồng sâm bổ chính. Thời điểm đó, cây sâm phát triển tốt, cho củ đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng lẫn kích cỡ, nên đầu năm 2023, gia đình ông Chiến tiếp tục trồng sâm. Theo đó, sâm bắt đầu trồng từ tháng 2 năm 2023, với kỳ vọng sau 8 tháng đến 1 năm, cây sâm sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 năm 2023, khi cây sâm đang thử ra hoa, thì nhiều cây có biểu hiện héo dần, rụng lá, hoa, và sau đó thối xuống củ. Đặc biệt từ cuối tháng 6 năm 2023 đến nay, cây sâm chết hàng loạt khiến cho gia đình gặp không ít khó khăn và rơi vào cảnh lao đao. Người nông dân khi trồng cây lên cây lúc ban đầu thì tươi tốt đẹp thì rất mừng lắm, sung sướng lắm. Nhưng có cái là khi mà định kỳ giai đoạn mà gần thu hoạch rồi thì hàng đã trở bệnh như thế rồi thì rất là hơi buồn. Buồn là vì thành quả mà mình làm mà không hưởng được. Một sao thì mình thu hoạch từ nếu mà thắng lợi là từ đến 4 đến 50 triệu. Mà chịu vất đi thì lượm lại thì có được mấy đâu. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều diện tích sâm bổ chính được trồng trên địa bàn huyện A Lưới trong thời gian gần đây. Nhiều diện tích sâm bổ chính bỗng dưng bị héo lá, vàng úa và chết khô không rõ nguyên nhân. Tại xã Quảng Nhâm, một trong những địa phương có diện tích sâm bổ chính lớn nhất huyện A Lưới là 2,34 ha. Đây là diện tích của Hợp tác xã Quảng Nhâm liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia. Nếu sâm không bị chết hàng loạt như hiện nay, thì mô hình này sẽ góp phần giúp cho bà con nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống. Tuy nhiên, điều đáng nói là đến thời điểm này, diện tích sâm bị chết đã chiếm hơn 70% tổng diện tích. Nếu bà con đợi đến thời điểm thu hoạch sâm như cam kết với công ty, thì gần như 100% diện tích sâm sẽ mất trắng. Như vậy, niên vụ tới sẽ rất khó để thuyết phục bà con tham gia trồng cây sâm bổ chính. Toàn huyện A Lưới hiện có tổng diện tích sâm bổ chính là gần 8,2 ha với 50 hộ tham gia thuộc các xã Sơn Thủy, Quảng Nhâm, Hồng Bắc và Hồng Kim. Qua kiểm tra bước đầu của ngành nông nghiệp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cây sâm bổ chính trồng trên địa bàn huyện A Lưới bị chết là do loài cây trồng này mẫn cảm với thời tiết, dẫn đến phát sinh các loài nấm hại. Nấm thối rễ, thối cô rễ và nấm có như nấm lá, nấm thân bị đau ốm, cần có những cái nhà mà chuyên môn về phân thuốc và tìm những cái giải pháp để trị làm trong giai đoạn đầu khi trồng, đừng để cho phát tán ra những cái bệnh. Riêng năm nay là năm đầu thì trồng
ít bị dịch. Năm nay thì bị nấm, số lượng nấm quá lớn. Đấy, nấm trên cây bị chết rất là nhiều do ảnh hưởng của thời tiết. Thì trên thân vậy thì chúng tôi cũng đề nghị doanh nghiệp đấy có cái tháo gỡ đối bà con nông dân. Như là trước đây cam kết là đến 8 tháng là thu mua. Nhưng bây giờ mà để càng lâu mà thời tiết thế này thì bệnh nó càng nhiều. Cho nên là cùng doanh nghiệp hoạt động tình đã làm việc tháo gỡ sẽ mua non. Đấy, mua non thu hoạch non cho bà con đấy để giải quyết. Còn để lâu dài thì chắc chắn có giải pháp khác. Để hạn chế thiệt hại do tình trạng sâm chết hàng loạt trên địa bàn huyện A Lưới, ngành nông nghiệp huyện đề nghị doanh nghiệp cần kịp thời thu mua củ sâm sớm nhất có thể cho người dân. Vì càng để lâu thì diện tích sâm bị chết càng lan rộng, thiệt hại kinh tế của người dân càng tăng cao. Tại cuộc họp gần đây với sự tham gia của ngành nông nghiệp huyện và các bên liên quan, phía doanh nghiệp cho biết thời điểm này diện tích sâm bổ chính chưa thể thu mua vì chưa đủ thời gian thu hoạch. Niềm vui và sự kỳ vọng về loài dược liệu mới này sẽ góp phần giúp cho bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống chưa trở thành hiện thực. Thì nay, sâm bổ chính đã ủ tàng và dập tắt niềm hy vọng. Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý. Dự kiến ngày 8 tháng 8 tới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp bàn cùng với các bên liên quan để xem xét, đánh giá, tính toán có điều chỉnh mức lương tối thiểu vào năm 2024 hay không. Bộ Lao động sẽ họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia cùng với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá thực trạng, mức độ sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, thu nhập của người lao động và phối hợp tham mưu để báo cáo xem xét trình với Chính phủ quyết định. Nếu đồng ý sẽ có nghị định ban hành. Ủy ban xã hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tăng cường công tác giám sát. Trên 35 tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng khu vực Thường Thành Eo Bầu sau khi người dân di dời đến nơi ở mới. Hiện nay khu vực này đang được các nhà thầu khẩn trương giải phóng mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh và dự kiến sẽ hoàn trả mặt bằng vào cuối năm 2023. Để trả lại diện mạo cho khu vực Thường Thành Eo Bầu, Ủy ban nhân dân thành phố Huế triển khai hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế thuộc dự án đầu tư bảo tồn tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Quân và công ty cổ phần xây lắp và thương mại An Bảo trúng thầu thi công. Phạm vi gói thầu gồm dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng các khu vực gồm khu vực Thường Thành, 16 Eo Bầu nằm trên địa bàn các phường Thuận Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc và Đông Ba, Hồ Thanh Hào và tuyến Phong Lộ nằm trên địa bàn các phường Phủ Thuận, Phủ Bình và Đông Ba, khu vực Trần Minh Đài thuộc phường Phủ Bình. Các hạng mục công việc chính gồm phạt dọn cây leo thành, kè chặt cây, phá dỡ công trình, đào đất, đắp đất sàn nền. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ra quân ngày Chủ nhật xanh năm 2023 do Thị đoàn Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng nay tại phường Thủy Phương, thu hút gần 300 đoàn viên thanh niên cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã tham gia. Diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7, các đoàn viên thanh niên thực hiện những phần việc như vệ sinh môi trường, phạt quang bụi rậm, vệ sinh hệ thống khe phường dài hơn 1,6 km, tuyên truyền pháp luật và nhiều phần việc ý nghĩa khác. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng đến các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thủy Phương. Đây là nguồn quà đến từ quỹ nuôi heo đất của thiếu nhi thị xã Hương Thủy đóng góp. Với phương châm an toàn, kỷ luật, thiết thực, hiệu quả, làm dân tin, đi dân nhớ, ở dân thương, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tập trung của thị xã Hương Thủy nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Hương Thủy đang nỗ lực chung sức cùng chính quyền xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục lan tỏa đề án ngày Chủ nhật xanh. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian được khống chế, hiện bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Nam Đông đã xuất hiện trở lại và đang có chiều hướng gia tăng và lây lan trên diện rộng. Bởi vào tháng 7 thì được xem là thời điểm khởi phát dịch sốt xuất huyết khi những đợt mưa xuất hiện nhiều hơn. Cùng với việc điều trị ca bệnh thì các cơ sở y tế trên địa bàn đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân không để sốt xuất huyết trở thành dịch trên địa bàn. Chỉ trong vòng hơn một tháng, trên địa bàn huyện Nam Đông ghi nhận 10 trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết, nâng tổng số người nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn huyện lên 14 trường hợp, tập trung ở các địa phương Hương Phú, Hương Lộc, Thường Lộ. Có ngày, 3 trường hợp bị nhiễm và đang có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Khi nghe tin là trên địa bàn huyện có sốt xuất huyết, bản thân xung quanh đây cũng rất lo lắng. Và nhờ cán bộ y tế đã tới phun thuốc dịch bệnh nên chứ cũng là không lo lắng nữa.
Từ đó gia đình phải ý thức móc mang cẩn thận, phạt bụi rậm và mấy cái nước đồng, và mình phải đổ, phải cẩn thận hơn. Để kịp thời khống chế bệnh sốt xuất huyết, không để lây lan trên diện rộng và kéo dài, huyện Nam Đông chỉ đạo trung tâm y tế chủ động phối hợp với các trạm y tế xã và chính quyền địa phương tổ chức phun thuốc phòng chống dịch và diệt muỗi, đồng thời tuyên truyền mức độ nguy hại của bệnh sốt xuất huyết trên thông tin đại chúng, vận động và hướng dẫn mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt là học sinh, chủ động tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như phun hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy trong bể nước, chậu cá cảnh, cổng rảnh, vệ sinh nhà cửa, đường ngang, ngõ xóm sạch sẽ. Ngủ phải mắc màn cẩn thận để giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh thì đã xảy ra trên địa bàn thôn, thì đề nghị bà con nên chủ động trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, cũng giống như là chủ động cho gia đình mình, đồng thời tuyên truyền cho những người xung quanh cùng nhau là thực hiện những cái biện pháp phòng chống bệnh theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trung tâm y tế cũng tích cực trong cái công tác điều trị bệnh nhân tại trung tâm để đảm bảo cái sức khỏe cho người dân khi mắc bệnh, và cũng xác định rõ cái vai trò cái công tác dự phòng là công tác then chốt để đẩy mạnh trên địa bàn của xã Hưng Lộc nói riêng và trên địa bàn toàn huyện trong cái công tác tháo vẹt bò gầy và khơi thông công rãnh, lấp ấp những cái vật dụng chứa nước để đảm bảo không để lây lan trên cái toàn huyện. Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, hơn nữa thời tiết hiện nay nóng ẩm thất thường là điều kiện lý tưởng cho muỗi gây bệnh sinh sôi. Ngành y tế huyện đã có nhiều phương án cụ thể như chủ động thường xuyên theo dõi dịch bệnh trên địa bàn, tiếp tục tuyên truyền về mức độ nguy hại của dịch, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên toàn bộ địa bàn, giúp người dân nhận biết các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống dịch bệnh nhằm khống chế và đẩy lùi sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Phần cuối của chương trình là các tin tức về văn hóa thể thao. Thưa quý vị, để vời ra sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu lần thứ nhất, du khách được xem nghệ nhân biến những khúc gỗ thành các tác phẩm điêu khắc độc đáo, được giao lưu với các nghệ nhân, được tìm hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người Cơ Tu. Tham gia trại sáng tác có 36 tác giả, trong đó có 19 tác giả của huyện Nam Đông, 7 tác giả đến từ khoa điêu khắc của trường Đại học Nghệ thuật, 7 tác giả đến từ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 3 tác giả đến từ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Về khoảng từ 140 đến 150 tác phẩm, các tác giả tham gia trại sẽ được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Các tác phẩm được hình thành sau khi kết thúc trại sáng tác, tác giả sẽ tặng cho huyện để trưng bày tại vườn tượng làng văn hóa dân tộc Cơ Tu. Hiện đây với điều khác là mang lại truyền thống của người Cơ Tu và những là sáng tác là mỗi cái bức tượng là mỗi cái tâm linh của người Cơ Tu. Văn hóa mang lại cho hội trại sáng tác ở huyện Nam Đồng đẹp và rất nhiều ý nghĩa đối với phong tục tập quán của người Cơ Tu. Những khối gỗ tưởng dường như vô tri nhưng dưới bàn tay của các tác giả thì đã trở nên sinh động và có hồn. Không chỉ vậy, các tác giả đã gửi gắm tâm tư, tình cảm bằng tinh tú đặc sắc của dân tộc mình tới bạn bè gần xa. Bức tường này từ huyện trước kia mình làm bức tường này để lại là cả như là khi các lũi cùng cõi cả như là từ lâu đời để thể hiện anh em mình đây cả như là các di sản văn hóa này đó là thần linh. Trước thực trạng những nét văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người Cơ Tu nói riêng đang dần bị mai một, huyện Nam Đông đã có các hoạt động thiết thực để bảo tồn phát huy như mở các lớp truyền dạy công dân mùa truyền thống đang lát, phục dụng thành công lễ hội mừng lúa mới của người Cơ Tu hay mở các trại sáng tác điêu khắc. Thì đối với bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn của huyện thì hiện nay là vừa sưu tầm, vừa phát triển, vừa giữ gìn, thể hiện trong các kỷ luật tập huấn, kỷ luật dạy truyền và dạy hát lý, hò lý và đan lạt công chiêng cho đồng bào Cơ Tu trên địa bàn.
trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu huyện Nam Đông lần thứ nhất năm 2023 với ý nghĩa nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn truyền thống văn hóa, mang đến cho quý vị quan khách những trải nghiệm chân thật nhất, những cảm xúc ấn tượng và những cảm nhận khó quên khi được trực tiếp giao lưu, tiếp xúc với các nghệ nhân, được tìm hiểu và biết thêm kiến thức về giá trị di sản văn hóa truyền thống của người Cơ Tu thông qua kỹ thuật trình diễn và những tác phẩm do các nghệ nhân làm ra. Và hơn nữa, để cho công chúng được hiểu hơn về một tộc người đồng bào đang sống cùng mảnh đất, góp phần làm đa dạng văn hóa trên mảnh đất Nam Đông. Trại sáng tác còn là dịp để đồng bào Cơ Tu có cơ hội được quảng bá, giới thiệu đến du khách và công chúng về những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức lễ bế mạc giải bóng đá truyền thống năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp huyện tổ chức giải bóng đá nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trong trận chung kết giữa thị trấn Phú Lộc và xã Lộc An đã có hàng trăm cổ động viên đến xem và cổ vũ cho hai đội bóng, tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động. Trong hai hiệp chính có hai bàn thắng được ghi chơi đều cho hai đội. Bước vào loạt sút luân lưu bay rủi với bàn lần và có phần may mắn hơn, xã Lộc An đã giành cúp vô địch sau khi chiến thắng với tỷ số 3-2 sau 10 lượt sút. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao giải ba cho xã Vinh Hiền và giải phong cách cho xã Lộc Sơn. Giải bóng đá năm nay thu hút sự tham gia của 14 đội bóng với 322 vận động viên, trong đó 13 đội đến từ các xã thị trấn và một đội của công an huyện. Giải bóng đá truyền thống huyện Phú Lộc năm 2023 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên của các xã thị trấn trên địa bàn. Sau hơn 10 ngày diễn ra sôi nổi, giải bóng đá nam truyền thống lần thứ 18 năm 2023 của huyện Nam Đông đã được tổng kết trao giải. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên đến từ 10 đội bóng của các xã thị trấn trên địa bàn. Hình thức thi đấu được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn, mỗi bảng lấy một đội có số điểm cao nhất vào vòng trong và đội nhì bảng có thành tích cao nhất. Đây là sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê thể dục thể thao của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng của xã Thượng Nhật, đội nhì xã Hưng Phú và giải ba được trao cho đội bóng xã Hưng Xuân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.